xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Moscow sơ tán đột xuất 30.000 người khỏi khu biên giới với Ukraine. Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatiana Moskakova cho biết khoảng 30.415 người đã được sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới với Ukraine và được chuyển đến gần 1.000 trung tâm tạm trú trên toàn nước Nga. Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Kiev đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của Nga. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Vào tháng 8, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực quốc trên lãnh thổ của Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư trên diện tích khoảng hơn 1.000 km vuông và giữ hầu hết các vị trí kể từ đó. Ủy viên Moskakova cho hay bà đã nhận được đơn trình báo liên quan đến hơn 1.000 công dân Nga từ quốc, những người không rõ tung tích và được cho là đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Hiện chưa có phản hồi nào từ phía Kiev về vấn đề này. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu hoặc giam giữ dân thường, mặc dù hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Sườn phía tây của Kiev ở Khuốc vỡ trận, quân đội Nga đã chiếm lại các khu định cư Libyumovka và Tonslak, khiến sườn phía tây của lực lượng ukraine ở quốc thực sự sụp đổ dẫn tới vỡ trận toàn diện mặt trận quốc các xác nhận bằng hình ảnh trực quan cho thấy quân đội nga đã giành lại được các vị trí xa hơn dọc con đường xanh nối giữa korenovo và suza một số nguồn tin thân nga cũng đưa tin lực lượng moscow đã kiểm soát được làng novovansnoka trên hướng new york có bằng chứng xác nhận trực quan rằng quân đội nga đã giành được thêm lãnh thổ dọc theo làng leolidivka tại poproker làng mikoleka được cho là đã bị lực lượng moscow kiểm soát hoàn toàn các nguồn tin ủng hộ kiev cũng ghi nhận giao tranh ác liệt ở lovoselidivka và imalukka ở phía tây của veli lovosidivka các hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội nga đã giành được Vesner. lực lượng moscow đã đánh sập sukunio và hình thành một vạc dầu đốt cháy quân đội ukraine ở poproker tuần qua được đánh dấu bằng những thành công của quân đội nga trên một số hướng tiền tuyến trước hết họ cuối cùng đã hoàn thành việc hạ gục Tsukurino, đánh dấu sự phát triển không thể ngăn cản vốn được dự đoán từ lâu ở selidovo và kurakov với những sự kiện mới nhất lực lượng moscow đang phát triển với tốc độ chóng mặt quân đội ukraine tại làng goniat liên kề thực sự nằm trong vạc dầu sôi sùng sục đang được hình thành ở đây Đáng chú ý nhất là cuộc đột phá của lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 Nga trên mặt trận quốc. Cuộc phản công của lực lượng Moscow mỗi ngày một bùng nổ mạnh mẽ hơn với những thắng lợi liên tiếp và xu hướng này về nguyên tắc không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho quân đội Ukraine. Các đơn vị Nga đang dần dần hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc tấn công Torres. Lực lượng Kiev đang mất quyền kiểm soát các khu vực lân cận nhưng vẫn giữ được mọi trung tâm và các bãi thải ở đó. Đây là những điểm cao khống chế khu vực. Muốn đánh sập hoàn toàn thành phố, quân đội Nga phải lấy bằng được những vị trí then chốt này. Sườn phía tây của Ukraine thực sự sụp đổ. Lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến ác liệt ở khu vực Lyubimovka. Đồng thời, cuộc tấn công hỏa lực vào cơ sở hạ tầng của đối phương ở Sumy vẫn tiếp diễn không ngừng. Quân đội Nga được cho là đã chiếm lại các khu định cư Lyubimovka, và Tolstoy khiến cho sườn phía tây của lực lượng Kiev ở quốc thực sự sụp đổ có thể dẫn tới vỡ trận toàn diện. Tại quận Glukovo, lực lượng Moscow đang cố gắng đánh bật các đội hình của Kiev khỏi Noviput. Một số cuộc phản công của quân đội Ukraine cũng đã bị đẩy lùi. Ở quận Korenovo, trận chiến giành libyu Mokha vẫn tiếp diễn. Theo một số báo cáo, lực lượng Kiev đã tháo chạy khỏi làng. Một số cuộc tấn công của quân đội Ukraine từ Tolstoy về hướng Poprovskoye đã bị đẩy lùi về phía tây bắc của quận suza lực lượng moscow thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng pháo vào các vị trí của đối phương ở phía bắc mitinibka gần khu định cư rukunik uav của nga đã tấn công các vị trí quân đội ukraine do đó vành đai rừng phía nam ngôi làng hiện do các đội hình kiev nắm giữ lực lượng mặt đất nga được không quân hỗ trợ tấn công các cứ điểm và khu vực tập trung nhân sự đối phương tại đây một xe tăng và một xe bán tải của quân đội ukraine đã bị máy bay không người lái tấn công trên bầu trời suza và các vùng xung quanh hơn một chục trường hợp uav đánh chặn của ukraine bắn hạ uav trinh sát nga đã được ghi nhận trong những ngày gần đây cho đến nay những tổn thất này không dẫn đến hậu quả đáng kể trên chiến trường nhưng cần phải tính đến sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công hiệu quả của quân đội ukraine nhằm vào uav nga ở một số khu vực tại Sumy, lực lượng moscow đang tấn công nhiều mục tiêu của đối phương ở cả trung tâm hành chính và xa hơn nữa ở khu vực kianisia một cuộc tập kích đã được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo iskander phá hủy một trận địa pháo phản lực vampire của đối phương moscow cảnh báo tung đòn hủy diệt Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Ingi Sutin gọi những lời đe dọa từ phía Ba Lan là một hành động khiêu khích. Ông cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ dẫn tới sự leo thang căng thẳng giữa các quốc gia, đồng thời kêu gọi các chính trị gia phương Tây hãy thay đổi luận điệu chống Nga. Theo tôi được biết, chính sách bài Nga của một số nhà lãnh đạo phương Tây đang ngày càng nhận được ít sự ủng hộ từ phía người dân của họ. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga thì nhắc lại rằng các cuộc chiến tranh do Vasev phát động trong 500 năm qua đều kết thúc thảm khốc. Ông nói thêm, Ba Lan nên nhớ rằng, trong 500 năm qua, tất cả các cuộc chiến do họ phát động đều kết thúc thảm khốc. Đất nước của họ đã bị chia cắt bởi các quốc gia khá ba lần. Còn Estonia, nước có quân đội yếu nhất trong châu âu tốt nhất nên giữ im lặng bởi toàn bộ nước này có thể bị tên lửa nga hủy diệt chỉ trong nửa ngày vị quan chức nhấn mạnh rằng ba lan và các quốc gia vùng baltic chẳng có gì đặc biệt về mặt quân sự và được chấp nhận vào nato chỉ để làm nga tức giận trong khi đó phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cũng đề cập tới những lần lãnh thổ của ba lan bị chia cách trước đây và cảnh báo và xếp đừng đánh thức con quái thú tức là nga chuyên gia khoa học chính trị nga ivan mezuko bày tỏ sự ngạc nhiên khi mà các nước baltic và ba lan lại đưa ra những tính toán như vậy ông nói nga không có bất kỳ hành động gây hấn nào không đặt câu hỏi về toàn vẹn lãnh thổ của họ, không đe dọa họ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau và thậm chí còn dung thứ cho chính sách đối ngoại bài Nga. Vị chuyên gia lưu ý rằng, với những tuyên bố như vậy, các nước phương Tây chỉ cho thấy rằng họ đang sống trong một xã hội của những tấm gương méo mó. Ông Mezuko nêu quan điểm, trên thực tế thì họ đang chống lại một quốc gia bảo vệ lợi ích của một thế giới đa cực, công bằng và phản đối hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã. Đức không còn thiết bị quân sự hỗ trợ Ukraine. Tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Đức sẽ không gửi vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và pháo tự hành cho Ukraine nữa. Các đợt viện trợ thiết bị quân sự loại này của Berlin đã hoàn tất. Ngoài ra, gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro, tương đương với 1,53 tỷ đô la Mỹ mà Thủ tướng Đức cam kết gần đây trên thực tế đề cập đến các cam kết đã đưa ra và thực hiện cho năm ngoái. Đức là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, Đức đã cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự trị giá 5,2 tỷ euro, tương đương với 5,7 tỷ đô la Mỹ, bao gồm xe tăng, Leopard và các thiết bị hạng nặng khác. Vào tháng 8, thì truyền thông Đức đưa tin chính phủ sẽ dừng các chuyến hàng mới đến Kiev nhằm giảm chi tiêu. Cả Kiev và Berlin đều bác bỏ thông tin này bất chấp các khoản viện trợ khổng lồ từ phương tây ukraine vẫn bị nga áp đảo cả về quân số và vũ khí bộ quốc phòng đức cho rằng ukraine khó tiến hành một cuộc tấn công phản công quy mô lớn để giành lại lãnh thổ trong tương lai gần đến nay thì tổng thống ukraine volodymyr zelensky vẫn chưa thể thuyết phục phương tây cho phép dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ nga cũng như chưa nhận được cam kết nato sẽ nhanh chóng kết nạp nước này Lần gần đây nhất, Ukraine phát động một cuộc phản công toàn diện để giành lại lãnh thổ là vào đầu tháng 6 năm 2023, tập trung vào mặt trận Zaporizhia ở miền Nam. Tuy nhiên, cuộc phản công bị cho là không mang lại kết quả như kỳ vọng và khiến cho Kiev tổn thất lớn. Vào đầu tháng 8, Ukraine cũng mở chiến dịch tấn công vào vùng khuốc của Nga. Mặc dù ban đầu quân đội của họ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng đà tiến công nhanh chóng bị chững lại. Trong khi đó, Nga có điều kiện tiến nhanh hơn về ở miền đông Ukraine do phòng thủ của Ukraine bị kéo căng.